Alo. Alo, anh Tuấn à? Ừ, anh đây. Tự nhiên em thèm trà sữa quá. Hay là anh mua mang sang cho em đi. Lại trà sữa, suốt ngày trà sữa. Em mà cứ suốt ngày trà sữa như này ấy, thì làm cả năm cũng không tiết kiệm được 10 triệu đâu. Khiếp, uống một cốc trà sữa thôi mà anh nói nhiều thế. Tốt nhất là em không nên uống, toàn đường chứ có gì tốt đâu. Đã thế được đắt nữa chứ, 40 đến 50 nghìn một cốc, mà vẫn nửa cốc là đá rồi. Nửa cốc còn lại cũng chẳng có gì bổ dưỡng cả, thà uống nó là còn hơn. Một tháng bỏ 1 triệu ra chỉ để mua trà sữa, trong khi 1 triệu có thể mua được thức ăn nấu nửa tháng, 1 năm có thể tiết kiệm được 14-15 triệu. Không uống trà sữa 3 đến 4 năm có thể mua được chiếc xe khác để đi rồi. Còn trẻ mà không có tư duy về kinh tế và quản lý dòng tiền, quá kém. Vâng, thế anh không uống trà sữa được 31 năm rồi, thế sẽ em ra của anh đâu? Em thích uống trà sữa gì để anh mua? Gồng trà, mai cốc, hương cốc bình. À ok ok. Nói thế từ đầu cũng phải nhanh không? Cứ liên tha liên thuyên mất nửa tiếng đồng hồ. Có thời gian.